kể từ khi đầu quân cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Pape Diakite đã chứng tỏ mình xứng đáng đến từng đồng mà đương kim Á quân V-League đã bỏ ra. Sở hữu kỹ năng phòng ngự toàn diện, trung vệ người Senegal đang trở thành chỗ dựa đáng tin cậy trong hành trình chinh phục ngôi vương của thầy trò huấn luyện viên Chung Hae-seong. Là một trong những ngoại binh đầu tiên được câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đưa về để tăng cường lực lượng cho mùa giải 2020, Pape Diakite qua thời gian hòa nhập dần cho thấy mình là mảnh ghép quan trọng nơi hàng phòng ngự mà huấn luyện viên Chung Hae-seong đang xây dựng. Chơi trọn vẹn 450 phút ở 5 vòng đấu tại V-League, tại các trận đấu AFC Cup cũng như siêu cúp quốc gia. Có thể thấy, Diakite được xem là bản hợp đồng ngoại binh ổn định nhất của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đến thời điểm hiện tại. It's a teamwork, you know. It's not just me. Đây là một công việc mang tính tập thể, không chỉ riêng cá nhân tôi hay một cầu thủ nào đó có thể mang đến kết quả. Tập thể chúng tôi có đội ngũ nhân viên, ban huấn luyện và các cầu thủ. Khi chúng tôi ra sân, chúng tôi cần bỏ ra 200% khả năng của mình để thi đấu, cống hiến và kết quả có thể là chiến thắng hay thất bại, thì đó cũng là điều bình thường. Vậy nên, tôi nghĩ là tôi hài lòng nhất với chiến thắng trước Viettel và hy vọng đội chúng tôi sẽ chơi một lối bóng đá quyến rũ hơn như thế. More better football than that. Trước khi đầu quân cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Pape Diakite chơi bóng tại Mỹ trong màu áo câu lạc bộ Tampa Bay Rowdies. Đó là quãng thời gian mà trung vệ người Senegal cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Ở đó anh có bóng đá, bạn bè và một cuộc sống tương đối thoải mái. Nhưng bữa tiệc nào cũng phải đến lúc tan. Pape Diakite lại tiếp tục tìm cho mình những bến đỗ mới, những cuộc phiêu lưu mới trong chặng đường của một cầu thủ chuyên nghiệp. Và đó là lý do mà anh đã có mặt tại Việt Nam. Tại câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, trung vệ người Senegal không chỉ lĩnh sướng hàng phòng ngự với lối chơi quyết liệt mà còn là một phương án tấn công từ những tình huống cố định được huấn luyện viên Chung Hae-seong khai thác triệt để. Tôi cũng là một cầu thủ và dù chơi ở vị trí trung vệ nhưng tôi cũng muốn ghi được bàn thắng. Và nếu bạn hỏi tôi về khả năng tôi cần cải thiện, tôi sẽ nói là tôi cần cải thiện khả năng ghi bàn để giúp đỡ cho đội bóng có được những chiến thắng. Bạn biết đấy, điều đó có thể giúp cho câu lạc bộ đứng ở top 3, top 5 và cả top 2. Nó tùy thuộc vào cách chúng tôi chơi như thế nào. Ngoài việc tập luyện theo lịch trình của câu lạc bộ, Pape Diakite luôn duy trì thói quen tập luyện tại nhà để giữ gìn nền tảng thể lực. Dù không tập với cường độ cao như ở thời điểm giải đấu chưa diễn ra, nhưng việc tập luyện tại chỗ như một thói quen với trung vệ sinh năm 1992 có thể xem là cách làm việc chuyên nghiệp để liên tục giữ được cân bằng cho trạng thái cơ thể và phong độ trước và cả sau khi thi đấu. Pape đến với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh là bản hợp đồng tôi nghĩ là thành công của cả hai bên. Bởi vì cậu ấy là một cầu thủ có chuyên môn tốt, từng thi đấu ở các môi trường bóng đá lớn. Tôi biết và hay gặp gỡ cậu ấy ở các trận đấu, hoặc mỗi dịp chúng tôi thường hẹn nhau đi uống nước, uống cà phê. Cậu ấy thường nói rất nhiều về bóng đá, cũng như điều cậu ấy mong muốn. Tôi có cảm giác chúng tôi có những suy nghĩ giống nhau.
Huấn luyện viên Chung Hae-sung lúc này chưa thật sự thành công với những bản hợp đồng ngoại binh như là Victor Prodel, Alex de Lima hay Amido Bande khi có những người đã đến và đi rất vội vã cũng như những chân sút chưa thể hiện được như kỳ vọng. Tuy nhiên, với riêng Pape Diakite, trung vệ này ít nhiều tạo nên sự chắc chắn, an tâm nơi hàng phòng ngự của đương kim Á quân V-League.